là chị mẹ, anh em là thịt. Đều nghiện hết. Nghiện bao nhiêu năm? Nghiện mà đây là toàn nghiện lần hai. Lần này lần trước lần đầu là bố anh ta dài là đi cai rồi, cai đi bị bắt ở dưới con nào vào chung đi cai, bắt đầu là lần này về dính nghiện tiếp này, lại tái nghiện, tái nghiện lần hai. Hai ông nghiện bao nhiêu năm? Hai ông đấy, ông lấy một chiếc ông vẫn phải nghiện khoảng 25 Rồi. Bắt đầu bị bắt ở dưới Hai Bà Trưng Vũ Phúc, tiếp bắt nó là cai. Xong bắt đầu ăn chữa cho người ta 10 ngày không? Em chữa được hôm nay là từ hôm đấy phải được 12 ngày. 12 ngày. Một tuần 12 ngày rồi. À, thế. Coi như là nó ổn định, coi như là như phương pháp đồ của thầy bảo là gạch mặt ấy. Thì lúc nào nó lên cơn căng lên, căng mặt lên, cảm thấy người ta khó chịu quá thì là gạch mặt cài lên gạch. Hay quá. Gạch xong bắt đầu là sau em dùng mấy cái huyệt của cái bộ an thần đấy của thầy đấy, mấy cái việc ở trên chán này 124, 124, 126 đây, đây với cả em lại cộng tác thêm hai việc đuôi mắt này nữa, việc chỗ này trên lông mi lông mày hai việc này và hai việc 300 cái này nữa, em dùng hai việc 300 từ ngày đấy sau nếu mà mệt thì là em hơi nốc, hơi nốc phát người ta tỉnh ngay, cắt cơn là hơi nốc phát tỉnh ngay, người đừng làm đờ mà làm bóng là đờ lên làm phát xong tí hơn mức và nó làm phải không phục thế là đến giờ là 12 ngày rồi, nó quanh ra coi như là được khoảng tầm 90%, nghĩa là không cơn vật mà người khỏe mạnh ra hồng hào ăn uống cũng tương tốt. Nên lúc em làm là người ta quay đi ở em cũng hốt, mới đầu là người ta quay đi em chưa hiểu lắm, xong lúc tiên cũng tìm hiểu thêm thì hóa ra là cái bệnh ma túy này là thứ nhất là rét này, sốt này, rồi là quay đi ở này, rồi là, nhưng trong cái đó chữa bệnh ma túy này là phải uống nhiều nước, bắt người ta uống nhiều nước, dù không nói để cho nó thải khí độc ra thôi, khi người độc này nó thải khí độc ra, đấy. Bắt buộc cái ăn uống thực phẩm là phải kiêng rau, kiêng các đồ mỡ, đấy. Và trong cái đó chỉ có đồ rau luộc, rau lết ăn càng nhiều tốt, và uống nhiều nước, cũng mỗi ngày bắt người uống khoảng 2 lít nước một ngày. Mà càng nhiều là càng tốt, khi nhiều trong cơ thể một cái chất heroin nó nằm trong người nó thúc ra tải ra ngoài thì là nó khỏi rồi, nó mấy 12 ngày rồi mới nó đạt 90%, ăn được ngủ được, ăn được ngủ được, tăng cân, ăn ngon. Em phải công nhận em không phục, mà ông đấy ông phải công nhận không phục đấy, mà cái hôm ông bị rét mà em cũng hết là hôm ấy nhá, em trước cho người ta chứ em cũng vậy, là anh em ngồi nhau thì uống bia nhau thì em ngồi uống bia, thế là mỗi anh em làm chai bia rồi uống xong rồi đơn quật quật đường ghét em làm gym, mà sau cường em tưởng làm sai mà chỗ này nếu mà không làm sao mà bí quá nó phải can thiệp cần bộ ti cấp cứu, nhưng em lên thế là em cũng cầm máy sấy em gọi điện cho thầy đấy, thầy bảo là hơi sấy xương ngực lên, hơi sấy trực tiếp vào chân tay, thế xong tỉnh luôn đấy, thế là do là ông uống rượu vào xong nó mất nhiệt, rượu vào xong uống bia tắm bắt đầu nó quay lại sốc, nó mất nhiệt và mất nhiệt hơi nó tỉnh sau quay đi ở quay đi ở y ở một ngày, nên em cũng làm phác đồ việt chữa xong sau là ổn quá, nói là không phục.